Chiều 29 tháng 12, Công an huyện Lương Tài tổ chức đại hội thành lập Hội cựu công an nhân dân huyện Lương Tài nhiệm kỳ 2023-2028. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch Hội cựu công an nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Phạm Thanh Hải, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND nhân huyện Lương Tài. Hội cựu công an nhân dân huyện Lương Tài được thành lập theo quyết định số 2315 ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép thành lập hội cựu công an nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Hội cựu công an nhân dân huyện là tổ chức xã hội tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Hội cựu công an nhân dân Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, sở nội vụ và các sở ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội. Hội cựu công an nhân dân huyện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Đại hội cũng đã truyền đạt đến các hội viên nội dung cơ bản của điều lệ Hội cựu công an nhân dân Việt Nam đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua đề án nhân sự ban chấp hành Hội cựu công an nhân dân huyện Lương Tài nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, đại hội đã bầu ban chấp hành hội cựu công an nhân dân huyện Lương Tài nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí, ban thường vụ 5 đồng chí, ban kiểm tra 3 đồng chí. Đồng chí Khúc Xuân Hòa được tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội cựu công an nhân dân huyện Lương Tài. Phát biểu tại đại hội, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài và đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch Hội Cựu công an nhân dân tỉnh Bắc Ninh, chúc mừng thành công của đại hội, đồng thời đề nghị sau đại hội, hội kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, cùng công an huyện bám sát các chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh để chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, tham mưu hướng dẫn kịp thời thành lập tổ chức hội ở các xã, thị trấn theo đúng quy định, triển khai tốt công tác vận động thu hút tập hợp hội viên vào tổ chức hội từng bước nâng cao vai trò vị thế và uy tín của hội mỗi cán bộ hội viên nâng cao tinh thần trách nhiệm phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương công an xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tích cực tham gia các hoạt động xã hội phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tổ chức xã hội trên địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy vai trò của người cán bộ công an luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau làm cầu nối giữa công an với nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc